Thermax FLX của Arena là chiếc máy chính hãng. Xin chào các bạn. Dạo gần đây Trang nhận được rất là nhiều câu hỏi là Thermax FLX của Arena có phải là máy chính hãng hay không? Thì Trang xin khẳng định Thermax FLX của Arena là chiếc máy chính hãng được nhập trực tiếp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Inamed. Hiện nay ở trên thị trường thì Trang thấy là có rất là nhiều những cái chiếc máy không chính hãng này trôi nổi, thì những cái vấn đề về những cái chiếc máy không chính hãng và trôi nổi của Thermax FLX thì làm khách hàng có một cái việc mà nhầm lẫn rất là nhiều ở cái vấn đề gì, đó chính là mức giá. Khách hàng hay so sánh về giá và là tại sao ở bên này cũng có Thermax FLX và lý do tại sao lại rẻ vậy, chỉ từ 5 đến 10 triệu thôi, mà ở Arena lại có một mức giá cao hơn, gấp 2, gấp 3. Thì Trang xin khẳng định rằng là ở Arena với cái chiếc máy Thermax FLX chính hãng này thì với cái mức giá của Arena đã là mức giá tốt nhất rồi. Tốt nhất so với gì? Là so với những cái cơ sở cũng như là đơn vị sở hữu Thermax FLX chính hãng giống như Arena. Còn nếu như mà để so sánh với những bên mà họ sử dụng những cái chiếc máy không chính hãng hay là không rõ nguồn gốc thì Arena sẽ không xin phép không so sánh về mức giá, bởi vì không thể nào chúng ta so sánh với một chiếc máy chính hãng và một chiếc máy không chính hãng. Khi chúng ta làm một chiếc máy chính hãng lên mặt thì cái gương mặt của chúng ta đã cải thiện ngay sau khi làm. Ngay sau khi làm thì tất cả các khách hàng của Trang đều có một phản hồi, đó chính là ngay sau khi làm thì đã cảm thấy là da của mình săn chắc hơn, cũng như là cái vấn đề về lỗ chân lông đã được cải thiện rất nhiều. Còn về vấn đề tăng sinh cũng như là săn chắc bề mặt da thì từ 1 đến 2 tuần chúng ta sẽ thấy là cái mức độ tăng sinh mạnh mẽ của Thermax FLX. Khi mà chúng ta lựa chọn những cái cơ sở mà không có Thermax FLX chính hãng, đó chính là những chiếc máy trôi nổi hay là không rõ nguồn gốc, thì chúng ta có thể đối diện với cái việc đó chính là cái gương mặt của chúng ta ấy, không biết là sẽ được dùng cái gì ở trên gương mặt, cũng như là sau khi sử dụng thì cái phản ứng của cái làn da của chúng ta sẽ như thế nào. Vậy cho nên là Trang xin khẳng định một điều rằng khi chúng ta lựa chọn, chúng ta hãy lựa chọn Thermax FLX chính hãng. Và tại Arena có chiếc máy Thermax FLX chính hãng và với một mức giá tốt nhất, hời nhất so với thị trường. Và ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ cho các bạn tip để chúng ta có thể biết là đơn vị nào đang sở hữu Thermax FLX chính hãng. Khi mà khách hàng mong muốn được xem thì các bạn hãy vào thermaxvietnam.com, hãy vào trang web của Thermax Vietnam.com và chúng ta sẽ xem là đơn vị nào sẽ đang sở hữu cái Thermax chính hãng. Thì khi mà nhìn vào đây thì hãng sẽ có một cái bảng để công bố những cái đơn vị đang sở hữu chiếc máy chính hãng. Và ở đây thì Trang sẽ phóng to cái logo của Arena lên. Đây chính là logo của Arena được công bố trực tiếp ở trên hãng. Và ở bên này thì đây chính là tất cả những cái thương hiệu, đơn vị cơ sở tại Việt Nam, ở trong Hà Nội và Sài Gòn đang sở hữu chiếc máy Thermax FLX chính hãng. Và ở đây Trang có một lời khẳng định rằng tất cả những cái thương hiệu đang sở hữu Thermax FLX chính hãng. Và sau đây cũng là một lưu ý cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta sử dụng Thermax FLX, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng máy chính hãng rồi thì chắc chắn đầu tuýp đi kèm cũng phải là hàng chính hãng. Thì khi mà chúng ta muốn nhận biết là đầu tuýp này có phải là đầu tuýp chính hãng hay không thì ở trên mỗi một cái đầu hộp vỏ đầu tuýp như vậy, một cái hộp đầu tuýp như vậy thì nó sẽ có là số series này, số lô này, cũng như là ngày sản xuất đi kèm ở trên bao bì của sản phẩm. Và cũng như là mỗi một cái đầu tuýp này thì sẽ có tem nhận biết hàng chống hàng giả của hãng Inamed. Thì chúng ta sẽ nhận biết vào những cái thông tin chi tiết ở trên cái đầu tuýp để chúng ta nhận biết là đây có phải là đầu tuýp chính hãng hay không, và chúng ta có đang được sử dụng đầu tuýp chính hãng của Thermax hay không. Và có một điều đặc biệt rằng khi các khách hàng đến với Arena thì mỗi một khách hàng đều được cầm cái đầu tuýp của mình và check thật kỹ, check đến khi nào hài lòng thì thôi, sau đó chúng ta mới làm. Đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng, là mỗi một khách hàng đến Arena đều được check máy này, check đầu tuýp, và đặc biệt là sẽ được cầm đầu tuýp của mình khi đi về, cam kết sử dụng hết 900 shot trong đầu tuýp cho tất cả các khách hàng. Vậy cho nên là các khách hàng khi mà đến với Arena thì chúng ta sẽ được nhận biết hết xem là chúng ta đã chắc chắn là đã được sử dụng chiếc máy chính hãng hay chưa. Và cả nhà hãy yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại Arena với một mức giá hời nhất.